Khi mình để vào đây nè, nó nhúng là rất là nhẹ nhàng, nó nhúng rất là nhẹ nhàng so với những cái máy khác. Và khi mà chúng ta đè xuống á, nó cũng không quá nặng để chúng ta cắt sắt, mà chúng ta có một cái lực để từ 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 để cho nó ăn sắt, nó ngọt hơn. Nó có lợi thế tại sao cái máy này của Bosch bên mình bán nhiều nhất. Rồi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn. Và hôm nay tiếp tục cái chuỗi series là khui hàng mới về nữa. Thì hôm nay là về tiếp tục là những cái hãng Bosch. Hôm gài mình làm những cái clip là giới thiệu là hàng toàn là hàng đất tông hoặc là những cái hãng Trung Quốc hoặc là Tuncen. Thì hôm nay là cũng về hàng Bosch ha. Bên mình có luôn là Bosch nè, Makita nè, Dewar nè. Nói chung là cũng khá nhiều dòng DCA, Work, rồi Caret, rồi thêm Yashic với cơm, đủ có hết ha. Thì hôm nay về hàng Bosch thì trong đây nó bao gồm những cái máy cắt sắt và những cái máy mà khoan động lực của Bosch. Thì mình sẵn khui hàng luôn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là từng dòng máy nó có lô hàng này về có cái gì và mình báo giá từng lô cho các bạn luôn ha. Rồi, đầu tiên ở thùng này trước đi. Hôm nay cái clip này có thể là cũng hơi dài ha các anh chị, để mà mình vừa khui ra. À, thứ nhất á, mình rất là thích cái hãng Bosch. Mọi người gợi ý đi, Bosch nó đóng thùng cho mình nè. Thứ nhất là thùng Bosch băng keo, có đai và tất cả luôn, không phải là nguyên thùng đâu. Nghĩa là những trong đây họ đã đóng linh kiện trong đây rồi, mà họ đóng gói cho mình rất là ok luôn. Và khi á, thì họ đóng á, là bên mình kiểm hàng cũng dễ nữa. Sao các hãng khác á, nó khác biệt. Đây Bosch nè, nó sẽ đi địa chỉ nè, in ra luôn nè, từ kho nào đến nè. Rồi thứ hai là hàng hóa ở trong cái thùng này nó có cái gì, nên là bên mình hầu hết luôn tất cả các đại lý á, nhập hàng nó cũng rất là dễ trong vấn đề mà chúng ta kiểm tra hàng đó. Cái phiên bản GBH á, nó sẽ có nhiều phiên bản nha. GBH 2-24 nè, nó sẽ có là phiên bản là DRE là cái bản này. Hay là dòng hiếu Divati, rồi 2-24 DSR và 2-24 RE. Cái bản 2-24 RE không á thì nó chỉ có hai chế độ thôi. Còn chế độ mà 2-24 mà DRE này là máy 3 chế độ nha, là bao gồm chức năng khoan. Rồi nè, đây nè, nó có bao gồm 3 chế độ nè. Khoan vít, khoan tường có búa và khoan sấy á, và chế độ đục bê tông luôn. Mọi người lưu ý ha, cái mã nó khác nhau thì công năng nó sẽ khác nhau, và cái mã bên này thì mình bán nó cũng nhiều nha. Cái mã này mình bán cũng nhiều. Cái máy này là 3.460.000. 3.460.000. Cái dòng máy này là GBH 2-24 DRE 3.460.000, hỗ trợ trả góp chỉ từ 1.460.000 thôi. Và cái máy này sẽ được bảo hành chính hãng Bosch là 12 tháng. Hai mã giống nhau không? Giống nhau. Rồi ha. Trong một thùng. Nói chung là Bosch họ không đóng thùng quá cồng kềnh đâu. Họ đóng từng thùng nhỏ nhỏ thế này nè, để vừa để mà mình khiêng thôi. Và cái thứ hai nó là đại lý dễ kiểm, chứ lại không quá nặng nữa. Nó không phải quá dồn ép những cái sản phẩm mình vào. Nè, thấy không các bạn, thấy không? Đóng luôn có đai. Cái thùng cũng chất lượng nữa. Nó là hàng phân khúc cao cấp thì nó có cái giá của phân khúc cao cấp ha. Tất cả những sản phẩm Bosch á đều được bảo hành điện tử hết. Các anh chị có thể là bảo hành điện tử tại tại nhà luôn, mình mua về, mình tải cái ứng dụng mà Bosch Connect vậy á, để mà mình có thể là kích hoạt bảo hành. Rồi, máy tiếp theo. Bộ này. Cái bộ này là GSB16RE. GSB16RE nè các bạn, thấy không? Hiếu Divati nè. Thấy không? Có bảo hành điện tử hết toàn bộ. Bosch bên Đồ Nghề Tự Chọn bán là tất cả đều hàng chính hãng hết ha. Rồi, 16RE. À, có một số cái lưu ý á, anh chị khi mua khui máy Bosch ra luôn luôn có một cái dầu nhớt nhẹ ở đây, do nhà máy người ta bảo dưỡng, người ta bảo trì, người ta trước khi sản xuất á, người ta đã tha một lớp dầu nhẹ rồi, nên mình gờ sẽ có lớp dầu để mà tại trường hợp này là máy móc mà nhiều khi bạn khui hồng ga, nếu mà mình không bảo dưỡng á, thì do môi trường không khí thì nó cũng làm rỉ sét nhẹ nha. Máy này rỉ sét là bình thường, nhà máy rỉ sét ra cũng là bình thường, nên là hãng sẽ bôi một lớp dầu để bảo quản cho mình. Rồi, máy này có đầu kẹp 13 ly ha. Công suất của cái máy này là, máy này được sản xuất tại Malaysia và công suất của máy này là 750W. Đầu kẹp tới 16 lần nha các bạn. Đầu kẹp 13 ly mà sử dụng được mũ khoan 16. Rồi, cái máy này 16RE ạ. À, mọi người lưu ý ha, từ ngày 1 tháng 8 á, là Bosch đã lên giá rồi. Họ cập nhật giá thay đổi từ 2 đến 12% luôn.
Cái máy này có một giá là 1.720.000 đồng. 1.720.000 đồng thì các anh chị trả góp đâu đó khoảng 630.000. 630.000 là mọi người sẽ nhận được cái máy này ha. Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Rồi, máy GSB 16RE, khoan động lực bảo hành 12 tháng, đầu kẹp 13 ly. Ha. Nếu video này bảo hành 12 tháng. Rồi, ok. Mọi nếu mà mọi người á, kích hoạt bảo hành tại cửa hàng thì 12 tháng, nhưng mà nếu mọi người kích hoạt ở trên ứng dụng của bot á thì mọi người sẽ được gia tăng cộng thêm bảo hành 6 tháng đây nha, là 18 tháng luôn. Tuyệt vời luôn. Máy có 1.720.000 thôi. 1.720.000. Mũi kè đầu kẹp 13 ly, khoan được mũi tối đa là mũi 16, công suất 720W. Bảo hành 12 tháng, nếu mà kích hoạt bảo hành online là được 18 tháng. Anh chị lưu ý nha. So với những cái dòng này mình mua coi như là siêu bền. Bot về cái dòng khoan của bot là siêu bền. Thứ hai á là khi mà mình có hư hao thay thế gì á là mình vẫn có linh kiện để mình thay thế hết luôn. Và trung tâm bảo hành của bot thì nói chung là rộng mà. Ở Cần Thơ hoặc là các tỉnh khác rất là nhiều. Ở Cần Thơ không là khoảng 4-5 trung tâm bảo hành. Và ở tỉnh khác cũng rất là nhiều nữa. Rồi, đây là cái lô máy thổi hơi nóng của Boss. Cái máy thổi hơi nóng của Boss có mã là GHG18-60. GHG18 1.560.000. Máy này là 1.560.000 ha. Mọi người trả góp thì khoảng 530.000, 540.000 gì đó. Và khoảng cái được cái này 1.560.000. Mọi người trả là 520.000. 520.000 là trả góp lấy được cái máy này. Cái máy này gọi là Helvetity luôn, vẫn là dòng công nghiệp của Boss luôn. Bảo hành 12 tháng nha. Cái máy này có niêm phong rồi. Tất cả máy Boss về, những cái máy hộp giấy thế này sẽ có niêm phong ha. Mình không có gỡ ra. Trong máy thì nó sẽ có linh kiện cho mình. Là cái máy này nè, điều chỉnh được nhiệt độ nè. Có nhiều cấp độ nè. Và thứ hai nó là 1.800W. Nhiệt độ tối đa con này là được 600 độ nha. 600 độ tối thiểu là 300 độ C. Tối thiểu là 300 độ C. Tối đa là 600 độ. Có 3 cấp chỉnh độ. Nó chỉnh là 50 độ, 300 độ và 600 độ. Có 3 cấp. Tối thiểu là 50. Chỉnh là được 300 và chỉnh là được 600 độ. 1.560.000. Rồi. Đây. Đây là cái bộ 34 chi tiết của Boss. Cái bộ này nó cũng hay lắm ạ. Cái bộ này rất là nhiều, mình bán Shopee hay là bán trên TikTok Shop á. Cái bộ này bán rất là nhiều. Nếu mà gia đình chúng ta sử dụng, chúng ta mua những cái bộ này. Nó rất là tiện luôn. Tại vì thứ nhất nó tiện á, là nó có những cái ô này để chúng ta giữ lại những cái linh kiện này. Và sau này nếu mà mình bị mất á, mình hư á, cái nào thì mình mua đúng cái đó mình thay vào thôi. Cái bộ 32 chi tiết ha. Để coi cái bộ này bao nhiêu. Bộ này như là mấy trăm ngàn á. X-Line 310.000. Bộ 34 chi tiết này X-Line của Boss 310.000 ha. 310.000. 310.000 là không có hỗ trợ trả góp các anh chị. Mua 3 bộ đi hoặc là 4 bộ đi trên 1 triệu mới trả góp được nha. Trên 1 triệu thì mới trả góp được. Rồi, tiếp tục. Khui từng thùng. Một tháng thì bên mình sẽ về nhiều đợt, một đợt sẽ về lên lắc nhắc như thế này thôi. Máy nào bán hết trong tuần nó sẽ về trong tuần sau. Rồi đây là những cái máy mài của Boss ha. Những cái máy mài của Boss GWS060 này, cái máy này nhiêu ta? 920.000. Bảo hành 12 tháng. 920 hay 930.000 đó, bảo hành 12 tháng. GWS060 sử dụng cái này có niêm phong hết nha. Nhưng mà các bạn ba mua bên đồng nghề á, bên đồng nghề đều phải gọc ra. Test máy thử, rồi ghi bảo hành, chụp số seri lại để mà mình theo dõi hỗ trợ cho khách hàng. Nếu mà trong trường hợp mà mình có trục trặc gì đó thì bên đồ nghề vẫn phải có trách nhiệm xử lý cho mọi người luôn. Thì máy này 920 hay 930.000 gì đó, ha, bảo hành 12 tháng, sử dụng đáo 100. Công suất của cái máy này là 550W quá. Rồi 670W. Rồi GWS 060 920.000 nha. 920.000. Rồi.
à, quay một vòng show room cho mọi người xem hàng về, thì bây giờ không có chỗ mà chất nên là chất ở đây trước, xong rồi kiểm hàng xong rồi mới đưa vô kho sau. Thấy không, có thùng này nặng nè, mà không có mấy cái dây đai này á, boss không có đóng mấy dây đai này là không có làm được, không có khiêng được. Băng keo cũng chất lượng nữa, lột ra cũng cứng nữa. Nói chung là hàng châu Âu của Đức thì chất lượng mọi người cũng biết rồi. Về cái dòng trên thị trường Makita họ mạnh về gỗ, nhưng mà về những cái dòng khoan động lực á là hầu hết luôn là Boss. Mọi người mua Boss một máy, nhiều khi mình xài một cái đời máy Boss này nó bằng 5-6 đời những cái máy Trung Quốc khác nha. Rồi tiếp tục cái mã GWS 900 125 ha. Công suất của con này như là 900W, sử dụng đá 125 nha. Rồi cái máy này giá bao nhiêu? GWS. Công suất là 900W và sử dụng đá 125. 1.590.000. 1.590.000, bảo hành 12 tháng, kích hoạt online bảo hành cộng thêm 6 tháng nữa là coi như là được 18 tháng bảo hành. Trong máy thường thường sẽ tặng một cái đĩa mài. Và cái máy này có giá là 1.590.000 thì mọi người trả góp là khoảng 530.000 lấy cái máy này về, bảo hành 18 tháng nếu mà kích hoạt online nha. Rồi, tiếp tục. Trong đây nó có nhiều lắm nè, bây giờ máy mài trước đi. Rồi, cái này là máy khoan động lực GSB 13GE. 13GE thì con này nó nhỏ hơn con hồi nãy, con hồi nãy là 16GE thì nó nằm trong cái hộp nhựa. Ha, con này chỉ có 13GE thôi. Máy này phù hợp cho các anh chị sử dụng gia đình nha. 13. Cái này là máy đơ body của nó không, là 1.500.000 chẳng. Đã góp chỉ cần 500.000. Bảo hành 6 tháng, bảo hành 12 tháng, kích hoạt online bảo hành thêm 6 tháng nữa là 18 tháng. GSB. Dòng tất cả là dòng này là dòng chuyên nghiệp hết, đầu kẹp 13 ly. GSB công suất GSB 13GE công suất của nó là 650W. Máy đựng trong hộp giấy nha. Tất cả những cái này thường thường sản xuất tại nhà máy Trung Quốc hết nha. Chỉ có Makita sản xuất tại nhà máy Thái Lan, hoặc là một số dòng của Boss sẽ được sản xuất tại nhà máy của Malaysia. Rồi, 1.500.000 GSB 13GE, đầu khoan 13 ly nha. 650W, 650W, 1.500.000 thì mọi người trả góp cho 500.000 thôi. Rồi, ở đây nó còn một số cái đây. Về một số cái máy đo khoảng cách ha. Máy GLM 500 50 là 50m á. Rồi, GLM 400. GLM 400. GLM 50. Gạch thêm 3.350.000. Cái máy này á là đo khoảng cách là 3.350.000. Thì bao gồm là đo được cho mọi người là khoảng cách là tối đa là 50m, đo được diện tích, đo được thể tích, đo được diện tích hình tam giác luôn ha. Bảo hành 12 tháng. Cái này bảo hành 12 tháng, 3.350.000, tặng kèm một túi đeo sau lưng này nha. Rồi. Cái máy này GLM 400 nó cũng tương tự như cái kia thôi, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn, nó đo được 40m. Nó vẫn có chức năng là đo được thể tích, đo được diện tích luôn. Cái bản này là bản nâng cấp của GLM 40. GLM 40 đó thì nó chỉ là nó giá cũng tương đồng nhau nha, nhưng mà là GLM 40 thì chỉ đo được khoảng cách thôi. Còn GLM 400 thì mọi người sẽ đo được khoảng cách nè, đo được diện tích, đo được thể tích và đo được diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, nó cũng rất là nhiều. Cái máy này có giá là 2.260.000. 2.260.000 nha. 2.200 tặng kèm với túi đeo cho mọi người luôn. Rồi, bên nền đợt này về có một số cái dòng khoan đa năng ha, nhưng mà ít, không có nhiều. Một cái mũi vít ha. Tiếp tục khui hàng tiếp để kiểm cho mọi người thêm những cái máy khác. Một cái thùng này nó nặng cái gợt 13. Rồi. Đây, đây là GSB 18Li. Máy này máy pin, bảo hành 1 năm ha. GSB
18 Li là máy nâng cấp của con GSP kia, nhưng mà chúng ta sử dụng pin 18V. Đây là phiên bản một máy hai pin một sạc. Đây, một máy hai pin một sạc. Thơm mùi máy mới. Đây là máy sử dụng động cơ không chỗ than nha. Đây là sử dụng động cơ không chỗ than. Một phân khúc này thuộc dạng là giá rẻ của hàng Bosch. Cái máy này mọi người khoan bắn bít được nè, khoan từ cái nè, khoan bê tông vẫn được luôn. Sử dụng đầu kẹp 13 ly. Nhưng mà rút lõi thì không nổi nha, rút lõi thì hên xui. Không nổi. Rồi, cái máy này là bộ 2 pin. Bộ 2 pin. 4 triệu đồng chẵn. Ha. 4 triệu đồng chẵn. 185 gạch GB, bộ 2 pin 4 triệu chẵn. 4 triệu. 4 triệu chẵn cho một máy 2 pin và một sạc. Bảo hành 12 tháng, kích hoạt điện tử cộng thêm 6 tháng nữa là mọi người sẽ được 18 tháng bảo hành. Ha. Cấp trượt nè. Nói chung là cầm con Bosch lên đó, so mọi người so những cái máy Trung Quốc á, thực tế giá nó cao thật. Nhưng mà một đời của nó thì nó sẽ bằng nhiều đời của Trung Quốc. Quan trọng là mọi người sử dụng như thế nào thôi. Thì mọi người sử dụng máy pin á, mọi người luôn đặt đứng như thế này. Tránh trường hợp mọi người đặt nghiêng thế này nha. Đừng theo thói quen mình làm xong mình hay đặt như thế này. Thì đặt như thế này nè. Ở dưới đất nó sẽ có những cái mặt sắt, những cái công trình mình nó luôn luôn có kim loại trong đó. Lâu ngày nó bị hút vào đây. Hút vào đây nó gây đến là kẹt, nghẹt hoặc là bẩn, nó giảm công suất và nó gây cháy máy của mình. Thì mình lưu ý máy pin mà đặt như thế này, hoặc là những cái máng keo á, tao treo lên thế này ha. Thì clip nào mình nói về máy pin á, về cách bảo quản mình cũng nói vấn đề này hết luôn. Hai cấp, cấp 1, cấp 2 ha. Và trượt. Mũi vít trượt. Trượt này là 20 cấp trượt. Khoan búa. Không vít được hết. Pin boss nè. Nhỏ gọn, 18V 2A nha. 18V 2A sạc nè. Sạc nhỏ gọn luôn. Tặng thêm một cái vài cái mũ bít nữa cho mọi người luôn. Bộ này là hai pin một sạc. Rồi, để mình coi trong đây có cái bộ nào mà một pin không. À, bên đây còn mũ bít nữa nè. Còn tặng thêm mũi này nè, đây. Tặng thêm nha. Đó, đây là mũ khoan, bên kia là mũ bít. Tặng một bọc mũ khoan, một bọc mũ bít. Bình thường mà mua cái bọc mũ khoan mũ bít này chắc khoảng 200.000 á, 200-300.000 á. Bộ này là 4 triệu thì mọi người trả trước là 2 triệu, còn 2 triệu còn lại trả trong vòng 30 ngày sau, trả 1 triệu, 30 ngày tới trả thêm 1 triệu nữa. Rồi, máy này giống nhau hết rồi. Giống hệt nhau luôn ha. GSP 18 Li sử dụng pin 18V, máy 2 pin 1 sạc, giá 4 triệu đồng chẵn. Trả góp chỉ là 2 triệu và mọi người chỉ cần trả thêm 30 ngày sau mọi người trả 1 triệu và 30 ngày tới mọi người trả 1 triệu nữa. Thì coi là trả góp và đồ người tự chọn sẽ hỗ trợ là miễn phí lãi suất cho mọi người. Nghĩa là đồ người tự chọn sẽ đứng ra trả lãi suất cho mọi người đó. Lưu ý ha, các bạn là giá bên mình chỉ là hỗ trợ cho các bạn là tài trả lãi suất thôi, chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Tùy địa phương thì chi phí vận chuyển sẽ khác nhau. Rồi, đây là những cái máy, 4 cái máy giống nhau. Là GCO 14 2-24 là máy cắt sắt. Cái máy này của Bosch là mình bán nhiều nhất luôn á. Cái thùng nào mà đựng trong thùng giấy, hộp ghi nhỏ thì Bosch họ đóng rất là cẩn thận rồi. Còn những cái hộp này thì họ chỉ quấn bọc thôi. Nhưng mà cũng chắc chắn á, bọc này cũng bọc dày á, chứ không phải là bọc mỏng nữa. Để tránh ướt. Tại trong thùng này nó có xốp hết trơn rồi, nó bảo vệ rồi, nó chỉ cần chống ướt thôi. Rồi, đây. Rồi, CO, xin ra đây đi, nặng lắm. Đây. Wow. Đây là cái một trong những cái dòng máy nào mọi người thấy thùng nó đóng nè, chắc chắn nha. Thùng rất là chắc chắn luôn. Thùng cái vỏ thùng dày luôn nên là giảm sốc cho các bạn rất là nhiều luôn để khi mà chúng ta di chuyển những cái máy này. Rồi. Đây, GCO 14 gạch 24. Sử dụng đá 355. Ba triệu sáu trăm ngàn, mọi người chỉ cần trả trước là 1.600.000 thôi, mọi người nhận
những cái máy này về. Cái máy này được bảo hành hai giống hệt như máy kia thôi, bảo hành 12 tháng. Và nếu mà kích hoạt bảo hành online cộng thêm 6 tháng nữa. Thì cái máy này có công suất là 2400W nha. Sử dụng lửa đá là 355, điện 220V. Cái này nó có cái lợi thế hay á. Nhất là nó xài cái ngầm khóa là gài nha. Mình giật ra, mình mở lên. Anh chị thấy ha. Máy đã đính kèm một cái lưỡi luôn rồi. Một cái lưỡi boss cho mình. Về cái nói về cái lưỡi boss á, lưỡi boss này nó cũng mắc tiền hơn những cái lưỡi mà chợ ở ngoài nữa, giống như lưỡi bình dân nữa. Nhưng mà cái lưỡi độ cắt của nó mình xài rất là lâu để mình thay đá ha. Đường cắt nó ngọt, nó mịn, và thứ hai cái độ mòn nó rất là lâu. Khi mà mình mua một cái lưỡi này mình cắt thời gian lâu lắm mình mới thay một cái lưỡi mới. Còn anh chị mua những cái lưỡi thường á thì ta cắt, thứ nhất là cái đường cắt nó không có mịn, cái thứ hai nữa là chúng ta rất là mòn đá và cái tia lửa nó đẩy ra rất là nhiều, nó hao phôi của mình và nó hao công suất của máy nữa. Đặc biệt của cái máy này nè, nói chung nó giống như những cái máy khác thôi. Thì người ta tại sao mình mua cái máy này nhiều á, thứ nhất á là tại vì nó có một cái lò xo đẩy, nó khác những cái lò xo bật kia nha. Các bạn để ý thấy cái lò xo nhúng nè, lò xo nhúng nè, khi mình để vào đây nè, nó nhúng rất là nhẹ nhàng, nó nhúng rất là nhẹ nhàng so với những cái máy khác. Và khi mà chúng ta đè xuống á, nó cũng không quá nặng để chúng ta cắt sắt, mà chúng ta có một cái lực để từ từ để cho nó ăn sắt, nó ngọt hơn. Nó có lợi thế tại sao cái máy này của Boss bên mình bán nhiều nhất. Máy này là 3.600.000 nha. 3.600.000 mọi người trả trước, trả góp là chỉ có 1.600.000 thôi. Vẫn giống hệt như máy kia. Một tháng sau trả 1 triệu, tháng tới trả thêm 1 triệu nữa. Đó, đó là những cái lô hàng của đợt Boss đợt này về. Và chiều nay hoặc là ngày mai á, bên mình sẽ về thêm một lô nữa là của hãng mới, đó là hãng Waffle. Thì đó là cũng là một trong những cái tập đoàn của Toto. Hãng Toto các bạn biết rồi đúng không? Toto Ingle là biết rồi. Thì bây giờ họ ra thêm một cái sản phẩm, một cái nhãn hàng mới, nó cũng nằm trong cái tập đoàn hệ sinh thái của Toto Ingle luôn, đó là Waffle. Thì mời hàng về bên mình sẽ show ra các bạn là những cái đó là những dụng cụ nào. Đa phần là những dụng cụ là đồ nghề, không có điện nha. Bên mình đợt này về là không có điện, không có pin, chỉ là đồ nghề thôi. Nhưng mà nó rất là rẻ so với hiện tại các dòng mà Toolsen của mình bán bây giờ. Thì giá của nó chỉ bằng khoảng 2/3 thôi, đến 1/2 thôi, nó rất là rẻ hơn. Nên là anh chị nào thích cái dòng giá rẻ thì có Waffle, thích dòng nào mà có giá châu Âu thì nó của là Toolsen. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai, sẽ giới thiệu các bạn thêm những dòng sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.